Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, mới đây Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vì có các bài thuyết giảng lan truyền gây hoang mang trong xã hội, bị cộng đồng phản ứng và làm suy giảm niềm tin Phật pháp, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Chân Quang có nhiều lý giải dẫn dụ về nhân quả gây xôn xao dư luận như hát karaoke, tuổi trẻ đi du lịch hoặc trồng cà phê. Cụ thể, một số luận giải về nhân quả gây xôn xao của Thượng tọa Thích Chân Quang: ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ qua đời làm ma câm. Mấy người trồng cà phê là bị mang nghiệp rất nặng vì khi những người khác uống cà phê sẽ dẫn tới mất ngủ, mà mất ngủ sẽ không đi làm được, không có tiền lo cho gia đình. Cho nên những ai đang trồng và bán cà phê sẽ mang nghiệp rất nặng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra mức kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Chân Quang là không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền tôn Phật Quang và những địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Nhiều người cho rằng mức kỷ luật này không quá nghiêm khắc nhưng cũng hợp lý với người tu hành để họ có thời gian tĩnh tâm suy xét việc mình đã làm. Tuy nhiên, mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh có văn bản về việc xác minh bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang. Cụ thể, kết thúc quá trình kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh xác nhận kết quả rà soát hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của ông Vương Tấn Việt, sinh năm 1959 như sau. Ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Ông Việt cũng không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Một thượng tọa trụ trì ngôi chùa nổi tiếng cho biết, ngũ giới, năm giới, căn bản nhất của một người xuất gia phải tuân thủ là không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, nói dối, dối trá, lừa đảo, không uống rượu bia, ma túy. Thượng tọa Thích Chân Quang đã phạm giới luật căn bản của Phật chế cho người xuất gia là vọng ngữ, dối trên, lừa dưới. Hiện tại, quy định phải có bằng cấp 3 mới được thọ giới. Với trường hợp của Thượng tọa Thích Chân Quang không có bằng cấp 3 mà vẫn được thọ giới là không sai, vì thời điểm đó chấp nhận việc này. Điều 82 của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định rõ về hình thức kỷ luật với các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vi phạm giới luật, hiến chương, quy chế, nội quy của giáo hội. Tùy theo mức độ vi phạm, giáo hội sẽ xử lý theo giáo luật. Mục 3 điều 82 nêu rõ, thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bị hạn chế quyền công dân do vi phạm pháp luật thì đương nhiên mất tư cách là thành viên của giáo hội. Những ngày qua, Thượng tọa Thích Chân Quang là cái tên gây nên nhiều ý kiến dư luận trái chiều, đặc biệt là những phát ngôn của Thượng tọa về luật nhân quả. Xung quanh phát ngôn về luật nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang trong một số clip được lan truyền trên mạng xã hội, Đại Đức Nguyên Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác nhận với Tiền Phong, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao Ban Hoằng pháp Trung ương và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm việc tại Thiền viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh hôm 19 tháng 4 nhằm kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang gây xôn xao dư luận. Về vấn đề này, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có phản hồi. Giáo hội khẳng định Thượng tọa Thích Chân Quang là trụ trì chùa Phật Quang do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quản lý, không tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không tham gia ban lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, giáo hội đang tập hợp thông tin sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở. Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh bằng văn bản chính thức liên quan đến vấn đề này. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục chấn chỉnh việc thuyết giảng của tăng ni, nhất là việc thuyết giảng trên không gian mạng. Liên quan về những phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang, theo trang Phật giáo, đa số các tranh luận hướng tới những lý giải về nhân quả mà Thượng tọa Thích Chân Quang đã giảng trong nhiều chủ đề ở nhiều đạo tràng, thính pháp khác nhau. Đó có thể là tuyên bố về quả xấu của hát karaoke, tuổi trẻ đi du lịch hay nằm võng. Thượng tọa Thích Chân Quang cũng khẳng định,
không được thờ Phật khi ở chung cư, cùng nhiều nội dung gây ra phản ứng trái chiều. Chẳng hạn, Thượng tọa Thích Chân Quang nói, cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh. Rồi thầy lý giải, do lúc nằm võng, nhất là nằm gần đường, tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó bị mình hướng bàn chân vô mặt hết, nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch hết là vì vậy. Kể về việc mà đói mà còn không nói được, Thượng tọa Thích Chân Quang giải thích, đó là do lúc sống đã dùng giọng nói chửi bậy, phỉ báng kinh điển và hát karaoke. Thượng tọa Thích Chân Quang khẳng định, cho nên ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết là ma cầm. Được biết, Thượng tọa Thích Chân Quang trú xứ tại chùa Phật Quang, còn gọi là Thiền Tôn Phật Quang, thuộc núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Chân Quang là một giảng sư nổi tiếng, đã xuất bản hơn 2.000 đề tài thuyết giảng bằng CD, VCD, DVD, có phụ đề nhiều ngôn ngữ, cùng những đầu sách như Luận về nhân quả, nghiệp và kết quả, tâm lý đạo đức, giáo trình thiền học, giáo trình hoàng pháp, kinh bộ, Nikaya, pháp hoa, pháp cú, kinh Kim Cang, Bát Nhã, bộ truyện tranh đỉnh núi tuyết kể về cuộc đời Đức Phật, tranh nhân quả. Tuy nhiên, Thượng tọa Thích Chân Quang cũng tạo ra nhiều tranh cãi từ trước đến nay do có nhiều nội dung thuyết giảng trái chiều. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn hỏa tốc gửi Trường Đại học Luật Hà Nội yêu cầu báo cáo về quá trình tuyển sinh đào tạo đối với nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo văn bản này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện nay có nhiều thông tin về việc tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tiến sĩ đối với ông Vương Tuấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Để có thông tin đầy đủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trường Đại học Luật Hà Nội khẩn trương báo cáo cụ thể về quá trình tuyển sinh, đào tạo tiến sĩ, bao gồm cả việc nộp hồ sơ, phản biện, bảo vệ luận án và có minh chứng kèm theo đối với hồ sơ của ông Vương Tấn Việt. Trước đó, Trường Đại học Luật Hà Nội cũng đã có thông tin chính thức ra soát quá trình đào tạo đối với ông Vương Tấn Việt. Theo đó, ông Vương Tấn Việt tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ, ngành tiếng Anh, nay là Trường Đại học Hà Nội. Năm 2001, tốt nghiệp ngành luật, văn bằng 2, hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2019. Năm 2017, học viên Vương Tuấn Việt trúng tuyển văn bằng 2 khóa 1, trình độ đại học luật, hình thức vừa làm vừa học của trường mở tại Trường Cao đẳng Bách Việt, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2019, ông Việt được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân ngành luật, xếp loại giỏi. Ngày 26 tháng 11 năm 2019, ông Việt trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B. Niên khóa 2019-2023 và tháng 12 năm 2019, ông được công nhận nghiên cứu sinh ngành luật hiến pháp, hành chính. Tháng 12 năm 2021, ông Việt bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường và ngày 17 tháng 3 năm 2021, ông được Trường Đại học Luật Hà Nội cấp bằng tiến sĩ. Theo lý giải của Trường Đại học Luật Hà Nội, Luật Giáo dục năm 2018 và các văn bản quy định hiện hành cho phép sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi được học thẳng lên tiến sĩ, không cần tốt nghiệp thạc sĩ. Ông Việt còn có một bài báo khoa học in trong kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế có phản biện năm 2017 và có năng lực ngoại ngữ, cử nhân tiếng Anh nên có đủ điều kiện làm nghiên cứu sinh. Trong quá trình làm nghiên cứu sinh, ông Việt đã hoàn thành bổ sung các học phần của chương trình thạc sĩ và tiến sĩ theo quy định. Ông Việt cũng có 2 báo cáo khoa học bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu Hội thảo Quốc tế có phản biện. Tháng 10 năm 2021, ông Việt có đơn xin rút ngắn thời gian đào tạo và đầu tháng 12 năm 2021, ông Việt bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường. Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định tổng thời gian đào tạo của học viên Vương Tấn Việt kể từ khi được công nhận nghiên cứu sinh đến khi có quyết định công nhận học vị tiến sĩ là 2 năm 3 tháng, đáp ứng và tuân thủ quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyết định của trường. Ông Nguyễn Minh Phúc, 40 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, là người từng ồn ào trên mạng xã hội với vẻ ngoài cạo đầu trọc, mặc áo tràng. Phúc tự xưng mình là sư thầy Thích Tâm Phúc, Đại Đức Thích Tâm Phúc, tự đặt tên nhà ở xã Tân Phú Trung thành chùa Ngộ Chân Tử do Phúc trụ trì. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố sư thầy tự xưng này sau quá trình bắt giam, điều tra vào thời điểm ngày 7 tháng 12 năm 2023. Về vị giả sư Thích Tâm Phúc, trước thời điểm bị khởi tố, ông Phúc được mạng xã hội biết đến với cái tên Thầy Thích Tâm Phúc. Trong hình dáng chọc đầu, mặc y phục của nhà chùa, thường xuất hiện trong các clip ăn thịt chó, ăn đồ mặn. Hình ảnh của ông Phúc gây nhiều ý kiến trái chiều vì không hợp với người tu hành. Bên cạnh đó, những clip thiếu chuẩn mực được cho là xúc phạm tôn giáo của sư thầy Thích Tâm Phúc được các YouTuber quay lại rồi đăng tải lên nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube gây bức xúc trong dư luận. Qua điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định ông Phúc không phải là nhà sư, chỉ là một Phật tử bình thường. Ông Phúc có tu học 10 năm tại chùa Hoàng Pháp thuộc huyện Hóc Môn, mới làm lễ quy y Tam Bảo, thuật ngữ về một nghi lễ đặc trưng của đạo Phật, chính thức được trở thành người Phật tử tại gia và chưa xuất gia tu hành. Năm 2010, ông Phúc trở về địa phương huyện Củ Chi tự lập chùa Ngộ Chân Tử để sinh hoạt tôn giáo trái phép.
và tự nhận là Đại Đức Thích Tâm Phúc, trụ trì của chùa này. Tại đây, ông Phúc đưa ra các thông tin như đạo Phật cho phép tu sĩ ăn thịt động vật và nhà chùa có nhận các loại thịt động vật như thịt heo, bò, cá, gà, vịt, gây hiểu lầm cho đại chúng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng huyện Củ Chi cũng đã lên án người này có nhiều phát ngôn trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam, xúc phạm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi cũng khẳng định, nơi người tự xưng Thích Tâm Phúc giới thiệu là chùa Hoàng Pháp Trung ương, thực chất là nhà tình thương tặng cho dân nghèo. Thời gian tặng là từ ngày 9 tháng 1 năm 2003. Ngoài giả nhà sư, ông Phúc còn tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép, làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức. Điều đáng nói, một số người mang thức ăn mặn đến nơi ở của ông Phúc để ông ăn rồi quay clip đăng trên các nền tảng mạng xã hội. Dù bị cơ quan chức năng mời lên làm việc, xử phạt hành chính, yêu cầu gỡ bảng hiệu chùa, nhưng ông Phúc vẫn tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép thông qua việc ngụy trang dưới hình thức thành lập các công ty, doanh nghiệp. Tất cả các công ty trên đều không có hoạt động sản xuất kinh doanh và đã bị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thu hồi tất cả các giấy phép. Vào năm 2019, Công an huyện Củ Chi kiểm tra phát hiện tại nhà của ông Phúc có treo huân chương lao động, bằng khen ở phòng khách. Qua trưng cầu giám định, công an xác định các huân chương, bằng khen này đều là giả và tiến hành tịch thu. Năm 2019 cũng là thời điểm ông Thích Tâm Phúc xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội với hình ảnh để đầu trọc, mặc áo nhà sư, có nhiều hành động phản cảm, gây phẫn nộ dư luận. Ngay khi đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Củ Chi lên tiếng khẳng định, người xưng là Thích Tâm Phúc không xuất trình được giấy tờ chứng nhận thọ giới là chứng điệp Sa Di, chứng điệp Tỳ Kheo, chứng nhận tăng ni do Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp. Cùng thời điểm này, Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi đã phối hợp với Ban thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh xác minh các hình thức khen thưởng cấp nhà nước tặng cho tập thể và cá nhân ông Nguyễn Minh Phúc. Qua đó, các cơ quan nhận thấy các bằng khen, giấy khen do ông Phúc tự khai đều không có trong hồ sơ lưu trữ. Không dừng lại ở đó, vào tháng 4 năm 2022, ông Phúc lại gây chú ý vì mặc trang phục cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phía Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh bác thông tin này, cho rằng ông Phúc đến chúc mừng một sinh viên trong trường rồi thuê đồ của người chụp ảnh dạo bên ngoài để chụp ảnh. Thậm chí mạng xã hội lại một phen xôn xao trước hình ảnh người đàn ông này tiếp tục vào quán nhậu ở thành phố Hồ Chí Minh ăn chơi trong trang phục của người tu hành. Đáng chú ý, trước thời điểm nổi danh trên mạng xã hội, Thích Tâm Phúc cũng nhiều lần khiến chính quyền địa phương phải vào cuộc. Từ năm 2015, Nguyễn Minh Phúc, tức Thích Tâm Phúc, tổ chức thành lập 6 công ty nhằm lợi dụng danh nghĩa công ty, thường xuyên tổ chức các sự kiện vận động, quyên góp gây quỹ, không đúng mục đích và tụ tập đông người, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trong 2 năm 2015-2016, Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi và Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Trung đã nhiều lần yêu cầu Nguyễn Minh Phúc không tổ chức ca hát, tụ tập nhiều người và phát quà cho hộ nghèo tại nhà riêng khi chưa được địa phương cho phép, thu hồi các thư mời khai trương công ty. Những lần chính quyền địa phương mời đến trực tiếp địa chỉ thường trú của Nguyễn Minh Phúc làm việc, người này đều vắng mặt, không có lý do. Liên quan đến việc truy tố ông Nguyễn Minh Phúc tự xưng là Thích Tâm Phúc, theo cơ quan công an, việc khởi tố bắt giam Nguyễn Minh Phúc xuất phát từ một vụ việc cụ thể. Tuy nhiên, để thực hiện vụ lừa đảo, ông Phúc từng nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả để tạo lòng tin tôn giáo cho nạn nhân. Người đàn ông này giả mạo nhà sư trong suốt 13 năm, tính từ khi tự treo biển chùa tại nhà riêng vào năm 2010 cho đến thời điểm khởi tố vào tháng 12 năm 2023. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo.